Kéo đo đi đo lại loanh quanh lại bay mất cây khế. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với con máy Sokokuta RX303 của Admin Hiệp hội Máy Xúc Đạp. Đấy. Công việc ngày hôm nay của ông chủ máy đó chính là đào một cái bể nước cho một hộ dân. Đây bạn ạ. Đây. Thì hôm nay thời tiết phải nói là quá nắng nực, quá oi, quá nóng luôn. Công việc hôm nay của bác lái máy xúc ở đây đó là đào một cái bể nước này. Sau khi đã san một cái mặt phẳng ở bên trong cái sân. Đấy. Cái sân san xong xuôi rồi. Thì bây giờ là bác lái của chúng ta, ông chủ máy phải đào một cái bể. Thông thường thì bể nước thì có rất là nhiều kiểu các bạn ạ. Có thể là đào bể ở giữa sân, có người thì đào bể ở trong nhà, có người thì đào bể ở góc cạnh nào đó. Đấy. Tùy mỗi người đào một kiểu. Nhưng mà chủ nhà đây thì họ lại đào một cái bể này là đào ngoài sân. Đấy, để sau này tiện cho cái việc là sửa sang bể này, tiện vào trong cái việc là hút nước. Đấy. Thời tiết hôm nay dự báo đâu đó khoảng 37-38 độ gì đấy. Đấy. Một cái bể rất là sâu. Đấy. Cái bể này đang được anh chủ nhà, đấy, anh xăm mình đang bảo đào là sâu khoảng 1m4 các bạn nha, 1m4-1m5 gì đấy. Bề rộng là khoảng 4m2, ngang 4m, rộng 4m, sâu khoảng 1m5, rất là sâu. Để chứa nước vừa ăn vừa rửa giấy, đấy, phòng khi là mất nước. Thì cái bể này khi nào đào xong thì được các ông thợ xây xuống đổ đáy cống rồi mới đổ vanh. Rồi, đây bể này là bể đổ vanh chứ không phải là bể xây. Đấy, đổ vanh bằng bê tông luôn. Ông chủ nhà đang đo. Nó cái này là cái phần cái cây khế này giữ lại. Đấy, cái khế này thì được giữ lại nha. Cái khế này được chủ giữ lại để cho nó có bóng mát ở nhà, cho nó bóng vào cái mát. Đấy, mình làm một cái bóng cho nó mát. Đấy, đấy. Đấy, anh chủ đang bảo là để lại mấy cái đất để tí nữa lấp vào cái khế. Đó. Cứ kệ bà. Bà đi vào đi để cho máy nó quay này, nó thoải mái. Cái cây khế này để tán này, rộng. Cái cây khế này là cái khế ngon, để lại luôn để cho nó mát. Đấy. Cái móng này ngày xưa toàn bộ móng đá không. Đấy, lấy lại hai gấu đất để sau này san lại một gốc cây. Còn bao nhiêu xúc hết đi lên ô tô để chuyển đổ lớp ga. Đất quá đẹp luôn. Đất đẹp này sau lấp lại cái gốc cây khế được. Tránh đường ra cho thợ hồ họ còn có đường đi lại được. Đấy, cái bể này đào sâu khoảng 1m5 bạn nhé, 1m5. Móng này ngày xưa toàn bộ là cái móng bằng đá nên đào sâu sâu thế này mà vẫn còn đá này, quá trời đá luôn. Ở đây nó thuộc vùng đất trũng có cái ao nên là đào mới có tầm hơn 1m, 1m2, 1m3 đã đầy nước ở dưới cái hố này rồi. Ô tô chạy quanh làng ấy nhá, chạy đổ ngay đây thôi, bán kính có 100m à.
đấy, tại vì nhà ông chủ nhà có cả cái ấy luôn, có cả cái ao, nên là đào móng và đào cái bể này là lấp luôn cái ao đấy. Nó mất một lớp trên là có đá, phần bên dưới là toàn bộ là đất thổ rồi. Quá vất vả luôn các bạn ạ. Hôm nay thời tiết đang được dự báo đâu đó khoảng 36, 37 độ. Ông lái máy của chúng ta thì lại không có điều hòa. Con này là con 30 thì là mui chân, vất rất vất vả và nóng. Vậy nên là máy đầu hầu như đi làm trong cái mùa này nhân sâm rồi cơ. Cái đấy phải nên là hầu như lái máy phải đi làm sớm các bạn, hầu như tầm mùa này là tầm 6 giờ, hơn 6 giờ phải đi làm rồi. Đấy, nếu không đi làm thì sớm thì sẽ nắng không chịu được. Nhà cổ này mà đào không có gì này. Kể nhà địa chủ, nhà địa chủ toàn đá không mà đào không có gì. Bây giờ cứ đào làm sao mà thấy đồ cổ là chia đôi được, chia đôi nửa lái máy là được. Đi làm về nhiều người vẫn đào chum vại là bình thường rồi. Đấy, đây là cây khế có mang cái sự tích là trả vàng đấy, ăn khế trả vàng, nhưng mà cây này chưa thấy vàng đâu. Đấy, phần sâu bên dưới có đất rồi. Nắng không? Nóng không? Quá nóng. Vất vả. Đây, nghề lái máy rất là vất vả. Đây, bên dưới, phần bên dưới kia toàn bộ là đá. Móng nhà này ngày xưa mà nhà nào mà họ xây được một cái nhà mà cái móng đào đá vậy thì các bạn có thể hiểu nó khủng chỗ nào. Như thời điểm trước các bạn biết rồi, hầu như móng người ta chỉ xây bằng những cái gạch hoặc là xây bằng bình thường thôi. Nhưng mà căn nhà này là căn nhà cổ rất là lâu đời rồi, mấy chục năm rồi. mà có cả móng đá như thế này. Có quả móng đá to như thế này thì các bạn phải biết là ngày xưa họ sở hữu cái mức độ như thế nào, không phải là phải có tiền thì mới có thể xây được. Đấy, anh chủ nhà đang đo, kiêm thợ xây đo luôn để khoảng cách đào như thế nào. Kéo đo đi đo lại loanh quanh lại bay mất cây khế. À, xây bồn rồi cơ. À vâng, thế bồn đấy. Anh đo chiều sâu xem nói cho được cơ kìa. Có nước ở đấy. Ôi ôi, mạch nước đằng kia sao chảy ác chưa. Kiểu đây vào ao rồi. Đào trúng long mạch luôn. Thấy hết móng, móng quá trời đá luôn. Rất là nhiều. Ngày xưa xây được quả móng vậy là rất là ác liệt rồi. Vâng, ngày xưa ở đây toàn móng gạch là đã ngon rồi, đây giờ toàn bộ móng đá. Đá quá sâu, ta đá hộc không. Sàng máy cho nó thẳng để lấy cái đường dọc bên hông kia nó được phẳng hơn. Đây, một cái móng khủng móng đá này. Đấy, máy xúc đào một cái bể nước mà gặp phải cái móng đá cổ rất là vất vả. Đá này thì họ xây, họ cứ xếp lên nhau bạn ạ.
thì khi xếp lên nhau ở lúc mà cậy nó rất là khó, cái hòn này nó gối vào hòn kia. Đấy, một xe đã được xúc xong xuôi, thêm một xe nữa đã về. Thì ở đây thì xúc cái bể nước này nó chỉ nhỏ nên là dùng một xe, xe này cũng của xe nhà luôn bạn, xúc và vận chuyển đổ khách đây chỉ có 100 mét thôi, rất là gần nên là không cần dùng nhiều xe. Đấy, cái kia toàn bộ là móng đá rất là khó cậy và một cậy rất là vướng này. Toàn những con hòn đá to đá khủng. Đào trúng long mạch luôn, đầy nước. Quá trời. Này làm thì chắc tầm từ 6 giờ khoảng 10 giờ là nghỉ rồi, hoặc là tầm 9 rưỡi 10 giờ, nhưng mà 6 giờ phải làm rồi. Đấy, về cái phần độ sâu thì đào từ cái tầm nước ăn chảy đấy khoảng hơn 1 mét là vừa tầm rồi. Bề ngang thì cũng đã được đục. Cái chiều dài thì nó chỉ khoảng tới qua cái đầu ben của cái xích này một chút xíu thôi. Cái đầu bể này nó lâu ở cái chỗ định hình thôi. Định hình bể, khi định hình bể xong xuôi rồi thì phần này là phần dọn dẹp. Phần xúc để thành hình cái bể thì nó lại đơn giản. Tất nhiên là đào bể này thì mình đào rộng thoải mái. Bể này mình có thể đào rộng thoải mái, sau này thừa mình đào rộng ra để họ còn ghép cốt pha còn đổ được. Quá nóng rồi. Bây giờ đứng ở dưới này mà mình đang cảm giác như kiểu đứng ở một cái lò than. Vậy thì những người ngồi lái như kia thì cực kỳ vất vả, đúng không? Nóng, không những nóng từ động cơ ra mà còn nóng ở bên ngoài vào nữa. Vậy nên là nghề lái máy vào mùa hè này cực vất vả và hầu như chán nghề. Bác Tài sẽ phải đào đến cái đầu ven này nữa thì sẽ hoàn thành cái bể các bạn nhé. Rồi, một cái video ngày hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube của mình nha.